Tập 6. Hả, mỹ nhân? Đại Dương. Mỹ nhân, nàng bị sao vậy? Sao nàng lại ở đây? Ta kiếm nàng khắp nơi. Đại Dương, người xem đó, quý phi đẩy đại tỷ té xuống đất. Đại tỷ có lòng tốt đến thăm quý phi, nhưng mà quý phi không vừa ý, hơn nữa còn nói lời nhục mạ đại tỷ nữa. Đại Dương, người phải đứng ra phân xử chuyện này đó. Mỹ nhân à, nhưng mà bây giờ nàng ấy đang mang trong người cốt nhục của ta, nên... Đúng vậy, cũng vì bây giờ quý phi đang mang long tử của người. Đại Dương, người nói đứa bé trong bụng quý phi là một đứa bé trai hay là bé gái vậy? Điều này làm sao ta biết được? Mấy tháng nữa khi nàng ấy lâm bồn thì ta mới biết được chứ. Đại Dương, bây giờ chúng ta cũng có thể biết ngay được đó. Ồ, bây giờ cũng có thể biết sao? Đương nhiên sẽ biết được. Chỉ cần chúng ta mổ cái bụng của quý phi ra, đem đứa bé ra ngoài thì sẽ biết được là trai hay gái thôi. Đem mổ bụng quý phi chẳng phải sẽ bị... Sẽ không có sao hết. Quốc sư của chúng ta tài năng cao cường, hơn nữa là chúng ta có thể lấy đứa bé ra xem xong rồi bỏ vô trở lại. Quốc sư, có đúng không? Đại Dương, Phùng phi nương nương nói rất đúng. Với khả năng của di thần, thần nghĩ có thể làm được điều này. Xin Đại Dương đừng làm vậy, nương nương đang mang long tử của người mà. Đại Dương, Đại Dương, hay là vậy đi, chúng ta cùng nhau cá cược. Nếu như khi mổ bụng thấy là bé trai thì tiếp sẽ nhường quý phi ngôi hoàng hậu. Ê trời, làm sao ta có thể... Nghe tiếp nói hết cái đã. Còn nếu quý phi đang mang là bé gái thì thần tiếp sẽ nhanh nhanh mang thai, sinh cho người một vị hoàng tử. Thật không? Wow, cuộc cá cược này lớn quá. Đại tỷ, nếu tỷ mang thai chắc chắn sẽ rất vất vả. Hơn nữa nếu Đại Dương có được hoàng tử chắc chắn sẽ càng sủng ái tỷ hơn. Nàng nói rất đúng. Dù trai hay gái, chỉ cần mỹ nhân chịu sinh con cho ta, ta đều thích hết. Nếu Đại Dương đã nói như vậy rồi và quốc sư cũng đã nói không sao, Đại Dương, người có dám cá cược hay không? Được, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là trai hay gái. Người đâu? Mổ bụng. Đại Dương đừng mà, xin đừng mà. Người bị yêu phụ đắc kỷ mê hoặc, còn muốn ra tay hại cốt nhục của chính mình. Nhã thương sống một con bị quỷ trong tay người thôi. Nàng dám nhục mạ ta? Chẳng qua ta chỉ muốn biết là bé trai hay bé gái thôi. Người đâu? Có. Mau trói quý phi lại. Dạ. Dạ. Xin đừng làm vậy, nương nương đang mang long tử của người mà. Xin đừng mà Đại Dương. Đại Dương, không đành lòng ra tay sao? Như vậy đi, di thần sẽ làm giúp người.
Quốc sư khai ân, quốc sư khai ân, quốc sư khai ân. Ôi đại dương, người nhìn kìa. Là bé gái. Đại dương, người thua rồi. Đại dương, người đã thua rồi. Đại dương, người thua rồi. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Thua rồi. Đại dương, vậy có cần thần dùng phép thuật làm quý phi nương nương tỉnh lại không? Không cần đâu. Tìm lại một nơi nào đó rồi chôn luôn đi. Dạ. Dạ. Thiệt là vui quá à. Nhưng mà chỉ chơi được có một lần thôi. Chuyện này cũng dễ thôi mà. Hay là đại dương hãy ra lệnh ra ngoài bắt thêm vài nhân phụ đang mang thai. Và lần này đến phiên hai chúng ta đoán thử được không? Được. Quốc sư, khanh mau đi bắt thêm vài dân phụ đang mang thai vào cung để các quý phi làm trò vui. Thần tuân chỉ. Nhưng mà đại dương à, con người này phải làm sao đây? Ôi, lôi ra ngoài chém đâu. Dạ. Đại dương, không thấy hối tiếc sao? Ta đâu có tiếc. Chỉ cần có nàng bên cạnh ta, ta sẽ không tiếc bất cứ điều gì. Đại dương. Dân thái sư, có gì thần đã bắt được Dương Tiễn chưa? Khải bẩm đại dương, vốn là tứ thánh đã bao vây được tên Dương Tiễn rồi, nhưng không ngờ Khương Tử Nha đã tới giải vây, hơn nữa còn có cả Cơ Phát và Lôi Tướng Tử tới để làm loạn, cuối cùng đã để cho đám người Dương Tiễn chạy thoát. Đại dương, về chuyện này không nên trách văn thái sư, vì bốn chúng thần đã quá lơ là, cho nên tất cả chúng thần xin nhận tội. Đại dương, chúng thần kính xin đại dương mau phái binh mã để đánh Tây Kỳ. Tử thánh chúng thần bảo đảm một điều, sẽ bắt được Tây Bá Hầu Cơ Xương và phản thần Hoàng Phi Hổ, đem họ về triều ca. Đúng, kể cả Khương Tử Nha và Dương Tiễn, chúng thần cũng không tha cho bọn chúng. Lần trước hai bên giao chiến, văn thái sư thắng trận trở về, bây giờ lại có thêm tử thánh, chắc là phần thắng sẽ nắm chắc trong tay. Được, ta sẽ phái một đội binh mã để tứ thánh các ngươi đi tấn công Tây Kỳ. Đội ơn đại dương. Đại dương, đại dương, vậy thì lần này do ai làm chủ soái? Đại dương, lần này xin để cho lão thần đích thân làm chủ soái công đánh Tây Kỳ. Thái sư chí lớn hơn người, có thái sư làm chủ soái, chiến thắng nắm chắc trong tay. Nhưng mà tứ thánh của Cửu Long Đạo lại là huynh đệ của thái sư, cho nên bổn cung nghĩ rằng hay là lần này nên để cho quốc sư Thân Công Báo làm chủ soái. Nương nương, vậy không được. Tuy rằng Thân Công Báo phép thuật cao cường, nhưng mà quốc sư không biết điều binh khiển tướng. Lão thần nghĩ rằng cứ để cho lão thần dẫn binh,
sẽ thích hợp hơn nhiều. Đại Dương, thần thiếp đã hứa với quốc sư cho khanh ấy được lập công. Lần trước Giang thái sư đã được lập công lớn, lần này xin để cho quốc sư dẫn binh, chắc là sẽ có được một thành quả khác. Huống hồ chi tứ thánh đây và thái sư lại là huynh đệ, thần thiếp sợ thái sư sẽ dị tình. Ôi, như vậy đi, ta quyết định lệnh quốc sư Thân Công Báo làm chủ soái, lệnh Thân Hoàng làm tiên phong, còn thái sư lần này khanh làm đốc quân được rồi. Nhưng đại vương, thần tuân chỉ. Đại vương, như vậy không ổn. Ôi, quyết định vậy đi. Lão thần tuân chỉ. Đa tạ hầu gia và các vị tướng quân giải cứu. Mời hoàng tướng quân mau đứng lên, đều là thần tử của nhà Thương, ngay cần gì phải giữ lễ. Mau đứng lên đi. Bẩm hầu gia, tính mạng của phi hổ là do hầu gia cứu về. Hoàng phi hổ tôi xin thề trung thành với Tây Kỳ, sẽ mãi mãi là thần tử của Tây Kỳ. Như vậy thì tốt rồi, được hoàng tướng quân bằng lòng trợ giúp, đúng là phúc của Tây Kỳ. Hoàng tướng quân muốn nói điều gì, xin hãy đứng lên rồi nói. Mời đứng lên. Hoàng tướng quân, thật ra không phải Tây Kỳ chúng tôi muốn đem binh đi đánh Triều Ca, nhưng mà tên hôn quân vô đạo Đế Tân đó sát hại Dương Lệnh, khiến trong dân không sống nổi. Tôi biết điều này. Khi tôi cưỡi thần ưng bay ngang qua xứ Tây Kỳ này, tôi nhìn thấy ở trên đường mọi người đều vui vẻ hân hoan, trăm dân an cư lạc nghiệp. Nếu đem so với Triều Ca thì đúng là một trời một vực. Hay, đương nhiên vậy rồi. Hầu gia của chúng tôi có tấm lòng nhân hậu, thương dân như con, thì làm sao so với chúng tôi được chứ. Đúng vậy, hầu gia chúng tôi với bất cứ bề tôi nào cũng đều coi trọng như nhau, không hề tiếng vậy đâu. Cho nên hoàng tướng quân à, ông nương nhờ Tây Kỳ chúng tôi là rất đúng đắn, xem như ông biết nhìn xa và cũng rất sáng suốt đó. Vô cát, không được vô lễ. À, người lớn nói chuyện con nít xen vô làm chi vậy? Tôi là con nít, cái con quýnh là gì? Cái cô cải trắng kia. Cô cải trắng nhưng mà hiểu lẽ nghĩa. Tôi tôn trọng cái gì chứ? Tôi tôn trọng tôi nè, đừng nói nhiều nữa. Ây da. Tôi nhìn thấy ở Tây Kỳ này ai cũng cởi mở hòa đồng, bây giờ thì tôi mới biết tại sao lại có rất nhiều người muốn đi theo Tây Kỳ. Cha, bây giờ chúng ta đến xin nương nhờ cũng đâu phải trễ đâu. Chỉ cần bất cứ người nào đồng ý đi theo Tây Kỳ, chúng tôi sẽ xem người đó là một phần của Tây Kỳ. Hoan nghênh hai vị tới Tây Kỳ chúng tôi cư trú. Đa tạ thừa tướng, đa tạ hầu gia. Chỉ tiếc là mẹ của con không được hưởng phúc này. Thiên Quá, con đừng có buồn nữa. Cha xin thề nhất định sẽ tiêu diệt nhà Thương, giết chết Đế Tần, để mẹ con được yên lòng nơi chính suối. Còn cô nữa. Ban đầu cha định là vào cung hành thích Đế Tân, sau đó cứu cô của con ra, nhưng mà không ngờ là cha đã bị bắt. Vậy e rằng cô con cũng là nít dữ nhiều rồi. Chắc là không đâu. Hiện giờ cô con đang mang long thai, cha nghĩ mùi ấy sẽ không gặp chuyện gì. Đúng đó. Đại vương cho dù hung tàn, nhưng theo ta nghĩ cũng không đến mức làm tổn thương cốt nhục của chính mình đâu. Hôm nay còn dám chạy trốn, ta sẽ giết các ngươi. Một chạy nữa không? Nếu như hoàng tướng quân đã có ý theo Tây Kỳ, thì bổn hầu cũng không để hoàng tướng quân chịu thiệt. Hay là phong cho tướng quân chức đại tướng quân Tây Kỳ có được hay không?
đa tạ hầu gia. Phi hổ sẽ cố gắng hết sức để phò trợ cho Tây Kỳ. Bao hầu gia. Thưa tướng. Chờ. Hầu gia. Ừ. Chẳng phải hai vị đang thao luyện binh sĩ sao? Tại sao lại chạy về đây? Thưa tướng, chúng tôi đang thao luyện binh mã. Nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy Quảng Thắng chạy về hướng này rất hối hả. Chúng tôi nghĩ có thể phía Triều Ca có tin tức cấp báo, nên cũng vội vã đi theo. Quảng Thắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm hầu gia, bên Triều Ca đã phái đại quân tấn công Tây Kỳ chúng ta. Hả? Khanh có biết là lần này Triều Ca phái ai ra trận hay không? Theo thám tử hồi báo, do thân công báo làm chủ soái, tân hoàng làm tiên phong, các tướng trợ giúp là tứ thánh của Long Đảo. Vậy còn Giang Thái Sư? Giang Thái Sư lần này chỉ làm đốc quân, chỉ phụ trách hậu phương không ra tiền tuyến. Thưa tướng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ta đang nghĩ, thân công báo là người rất xảo quyệt, không giống như Giang Thái Sư dùng những cách quang minh chính đại để đối phó với chúng ta, còn với tứ thánh của Long Đảo nữa. Thần nghĩ cuộc chiến lần này rất cam go. Cha, sư thúc, họ tới thì cứ tới. Con nghĩ chỉ cần chúng ta tách riêng họ ra rồi đối phó từng người một. Ê, mọi người bình tĩnh lại đã, cần phải bàn tính kế hoạch tỉ mỉ. Thừa tướng, ý của Khanh thế nào? Bẩm hầu gia, thần thực sự không ngờ Triều Ca lại gấp gáp phái đại binh hùng hậu tới tấn công Tây Kỳ chúng ta. Có điều nếu họ tới được Tây Kỳ thì phải mất mấy ngày nữa. Như vậy đi, trước mắt chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó để ngăn cản tốc độ tiến quân của họ. Nếu được như vậy thì chúng ta sẽ có thêm ít thời gian để bố trí binh mã. Thưa tướng, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Dương Tiễn. Dạ. Dương tướng quân có phép biến ảo và hãy biến thành một ngọn núi lớn chắn ngay trên đường chúng tiến quân tới Tây Kỳ. Như vậy quân Triệu Ca phải đi bằng đường khác, phải chuyển sang đường thủy. Lôi Chứng Tử, cậu trấn thủ ở hạ du đường thủy, cho tới khi nào bọn chúng hạ lệnh qua sông thì hãy phóng lôi điện xuống dưới dòng nước. Như vậy sau khi đại quân Triều Ca qua sông thì binh sĩ của bọn chúng đã mất đi rất nhiều. Lúc đó quân ta chỉ cần tập trung sức lực để đối phó với tứ thánh Cửu Long Đảo. Tuân lệnh. Cha, hầu gia. Chúng con cáo lui. Ừ. Thừa tướng, chúng tôi thì sao? Đúng đúng đó sư phụ, tụi con thì sao? Thừa tướng, xin ngài hãy lập tức giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Thừa tướng, phi hổ xin được ra trận. Ừ. Hoàng tướng quân, vết thương của ông vẫn chưa lành hẳn. Tôi lệnh cho Quảng Thắng đi tìm thầy thuốc về chữa trị. Ông cứ yên tâm lo trị lành vết thương. Hạ quan xin nhận lệnh. Đa tạ thừa tướng. Thổ Hành Tôn, Hao Thiên Khuyển, hai người hãy lo đi theo nhị công tử tiếp tục thao luyện binh mã, phải sẵn sàng để đối phó với đại quân của Triều Ca. Rõ. Vậy nhị công tử, đáng lẽ chúng ta cùng đi thao luyện binh mã. Sư phụ à, mấy người này ai cũng được có việc làm hết, còn con thì sao? Con đã hiểu rồi. Sư phụ, có phải người muốn giao một nhiệm vụ khó khăn nhất cho con có đúng không? Sư phụ, người cứ nói đi. Bất kể là nhiệm vụ gì, đệ tử nhất định hoàn thành một cách thật xuất sắc. Được. Vũ Cát. Dạ. Ngươi ở nhà lo chăm sóc sư mẫu của ngươi. Sư phụ à, đây là nhiệm vụ sao? Vũ Cát, đây chính là nhiệm vụ gây go nhất đó. Đúng là gây go. Cô thật lòng muốn học sao? Dạ phu nhân, mỗi lần chiêu đệ vô trong phủ để làm phiền phu nhân đều được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của phu nhân. Chiêu đệ hết sức ngưỡng mộ, lòng nghĩ ngày nào đó tôi cũng phải cho phu quân thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mình, lúc đó chắc là chàng sẽ vui lắm. Đúng vậy đó, muốn nắm giữ trái tim của người đàn ông thì phải giữ được bao tử của họ trước. Giữ bao tử của họ? Tại sao vậy? Lại đây. Cô nghĩ thử xem, nếu như cô làm cho bao tử của người đàn ông được no rồi thì trái tim của họ tự nhiên luôn luôn bên cạnh cô. Sau này cho dù có ra ngoài ăn bất cứ món gì đi nữa, họ cũng cảm thấy không thể nào ngon bằng ở nhà nấu. Tôi biết rồi thưa phu nhân. Vậy hôm nay người dạy cho tôi có được không? Được thôi, hôm nay tôi sẽ dạy trước cho cô những món tương đối đơn giản. Cô nhớ cho kỹ nha. Cảm ơn phu nhân. Nè chiêu đệ, cô ngồi xuống đi. Chiêu đệ, bây giờ cô trở nên lễ phép như vậy, ta cảm thấy không được quen cho lắm.
Tướng công của tôi cũng nói như vậy. Với lại khi tôi gọi tướng công đang có vẻ không vui, cứ bắt tôi gọi là nhà nhà phải không? Phu nhân, người cũng biết sao? Làm sao ta không biết cho được chứ. Chiêu đệ, bây giờ cô trở nên rất hiểu biết lễ nghĩa, thật sự không giống như trước đây nữa. Phu nhân, trước đây tôi tệ lắm sao? Không phải là tệ, trước đây cô thật thà và dễ thương lắm. Vậy còn bây giờ, có phải bây giờ tôi đã làm gì không đúng không? Cũng không có gì là không đúng. Có điều ta cũng không biết nói sao nữa. Ta nghĩ chắc là một thời gian nữa thì sẽ quen thôi. Sư mẫu, sư mẫu, sư mẫu, sư mẫu, sao người lại ở đây vậy? Người định Dục Cát, lại đây, ngồi xuống. Sư mẫu, người không sao chứ? Vũ Cát, con không được lớn tiếng như vậy. Ở đây là hầu phủ, con làm như vậy rất vô lễ. Con rất vô lễ? Trời ơi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao vậy? Hả? Không, sư mẫu, con nói sư mẫu nghe. Trước đây so với con, sư mẫu còn vô lễ hơn nhiều á. Người có biết không, người đã hoàng gia của hầu gia và lại còn... Vũ Cát. Không được nói hả? Vậy thì không nói nữa. Vũ Cát, có chuyện gì mà không thể nói được? Lúc nãy con đang định nói gì vậy? Phải rồi Vũ Cát, con đến đây để làm gì? Sư mẫu tưởng con muốn tới sao? Bởi vì sư phụ đã hạ lệnh cho con, kêu con tới đây chăm sóc sư mẫu, hầu hạ cho sư mẫu và bảo vệ sư mẫu nữa. Bảo vệ ta? Tại sao cần phải bảo vệ ta? Con nên lo lắng bảo vệ sư phụ của con mới đúng chứ. Còn ta... được ở đây nói chuyện với hầu gia phu nhân là vui lắm rồi. Phu nhân còn nói sẽ dạy ta cách nấu ăn nữa. Cái gì? Học nấu ăn hả? Sư mẫu không sao chứ? Trước đây sư mẫu từng nói cầm cái muỗng cũng không bằng cầm thương cầm giáo, còn nói đi vô bếp cũng không bằng xông ra chiến trường. Sư mẫu không có năng khiếu nấu ăn gì hết. Bây giờ chiêu đệ đã thay đổi rất nhiều rồi. Bây giờ sư mẫu ngươi rất dịu dàng hiền thục, ngươi đừng có nói lung tung nữa. Nhìn thấy sư mẫu trở nên dịu dàng hiền thục như vậy, con nhớ tiểu muội của con. Vũ Cát, con cũng đừng nên buồn nữa. Tiểu muội cũng là người thân nhất bên cạnh ta. Đáng tiếc cô ấy đã không còn sống trên đời này nữa. Chuyện đã qua rồi, phải nén đau thương lấy lại tinh thần phấn chấn lên, có biết chưa? Cảm ơn sư mẫu. Thôi được rồi, Vũ Cát, ngươi coi ngươi kìa. Không có ngươi, ta và chiêu đệ nói chuyện rất vui vẻ. Tự nhiên ngươi tới đã làm cho chiêu đệ sắp khóc rồi. Chiêu đệ, chẳng phải cô đã nói là muốn học nấu ăn sao? Bây giờ chúng ta vào bếp đi. Dạ, cảm ơn phu nhân. Đi. Nè, muốn học nấu ăn không khó chút nào. Ta sẽ dạy cô. Bộ dạo này sư mẫu uống nhầm thuốc gì hay sao mới thay đổi nhiều vậy chứ, thành một người quá đỗi dịu dàng. Rốt cuộc đây chính là điềm lành hay điềm dữ đây không biết nữa. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao sư phụ cũng dặn mình chăm sóc sư mẫu chu đáo. Sư mẫu ơi, chờ con đi với. Sư mẫu ơi, chờ con với. Lạ thiệt, tôi nhớ trên con đường này đâu có núi gì đâu, bây giờ tại sao lại có một ngọn núi thật lớn chắn ngay giữa đường? Thật kỳ lạ. Bẩm chủ soái, đoạn đường phía trước bị một ngọn núi lớn chắn ngang rồi. Không còn đường nào để đi được sao?
mau truyền lệnh xuống, chúng ta đi đường vòng qua núi. Rõ. Các tướng sĩ, đổi đường, đổi đường, đổi đường đi. Mau mau. Bên này lại chuyện gì nữa? Bẩm tướng quân, chúng ta bị một con sông lớn chặn ngang giữa đường. Ngươi làm người dẫn binh cứu gì vậy hả? Có dẫn đường mà cũng không xong nữa. Vì vậy sư huynh đừng nên trách mắng hắn ta nữa. Để thấy chúng ta nên hỏi chủ soái có cách gì hay không. Chủ soái, chúng ta có nên đổi tiếp đi đường khác không? Ngươi có chắc chúng ta không đi nhầm đường không? Khởi bẩm chủ soái, đường này chắc chắn dẫn tới Tây Kỳ, tôi cam đoan không nhớ sai. Chỉ cần băng qua con sông này rồi leo qua một ngọn núi nữa là sẽ ra tới đường cái ngay. Xem ra sông này nước không sâu. Lệnh cho tướng sĩ mau lội qua sông. Dạ, qua sông. Tân Hoàng, người ra phía trước xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Rõ. Bẩm chủ soái, nước dưới lòng sông hình như có điện lôi, chạm vào sẽ bị mất mạng ngay. Điện lôi à? Không lẽ Tây Kỳ đã giở trò? Theo đệ thấy chắc đây là trò của tên Tây Kỳ cầm cây côn trên tay. Đúng, tên đó rất giỏi dùng lôi điện, chắc chắn là hắn làm chuyện này rồi. Để sẽ cho hắn biết tay. Tư Thánh khoan đã, coi chừng lại bị trúng kế. Chúng ta đã tổn thất không ít binh sĩ rồi. Vậy đi Tân Hoàng, mau xem thử còn đường nào khác để đi hay không, chúng ta lập tức lên đường. Rõ. Các tướng sĩ nghe lệnh, quay lại đường cũ.
Dân, các tướng sĩ nghe lệnh, vượt qua ngọn núi này rồi đi tiếp. Phía trước chính là con đường dẫn thẳng tới Tây Kỳ. Đi. Đi. Núi này có vấn đề, cứ giao cho chúng tôi. Đi. Đi. Lại là ngươi à? Bây giờ các ngươi đã thương vong một nửa, để ta xem thử các ngươi làm sao công đánh Tây Kỳ đây. Dương đại ca, đừng nói nhiều với hạng người tầm thường này, toàn là những tên ngu dốt, cứ tưởng mình ngon, chưa từng biết dẫn binh là như thế nào, vậy mà còn đòi làm chủ soái. Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, các ngươi đã làm thương vong triều binh lính, hôm nay ta sẽ cho các ngươi một đi không về. Xuất chiêu. Nếu như muốn đánh tiếp, hãy vào lãnh địa Tây Kỳ, chúng tôi sẵn sàng nghênh đón. Đúng là hai tên chết tiệt, nham hiểm hơn ta tưởng. Binh lính của chúng ta đã tử trận quá nhiều, sao mà tấn công Tây Kỳ đi? Chủ soái xin yên tâm, Tứ Thánh chúng tôi có cách trị chúng. Là cách gì hả? Xin chủ soái cứ yên tâm, nhị sư phụ của tôi biết được một độc chiêu, có thể giúp chúng ta tăng cường quân lực. Chủ soái, sư phụ tôi đã từng dạy tôi một phép thuật, đó là rải đậu thành binh. Rải đậu thành binh. Ông giá, mình đã trở về rồi. Hầu gia. Dạ, thưa tướng. Rốt cuộc hai người đã về rồi. Dương tướng quân, lần này xuất trận tình hình như thế nào? Hầu gia, xin yên tâm, đội quân triều cao của họ đã bị thương vong rất nhiều. Đúng đấy cha, không chỉ đội quân của họ bị tổn thất nặng nề, mà Tứ Thánh Cửu Long Đảo chỉ là đám tướng lĩnh tay sai thôi, chúng chỉ biết nghe theo lệnh chỉ huy của tên thân tông báo. Vậy thì tốt rồi. Ta nghĩ chúng ta cũng đừng nên vui mừng quá sớm. Ta nghe nói Dương Sâm có một tài rất đặc biệt, ta rải đậu thành binh, cho nên ta sợ lực này họ sẽ dùng đến chiêu này. Thừa tướng, nếu đúng thật như vậy thì chúng ta phải làm sao? Cha không cần phải lo, con và tiểu đệ ngày nào cũng không ngừng thao luyện binh mã, con tin rằng tới lúc đó khi ra xa trường, binh sĩ của Tây Kỳ chúng ta chắc chắn sẽ không thua binh sĩ của chiêu rải đậu thành binh đó. Mọi người không cần lo lắng. Tham kiến hầu gia. Thừa tướng, Lý Tịnh tướng quân về rồi sao? Lý Tịnh gặp được phu nhân, và sau khi nhận được lệnh của thừa tướng liền lập tức quay trở về đây. Hóa ra là mưu hay trước giỏi của thừa tướng. Lý tướng quân, tiếp theo đây khanh tính làm sao? Nếu như tên Dương Sâm lần này thực sự tung ra chiêu rải đậu thành binh, thì thần cho rằng thừa tướng không cần phải đưa ra một binh một tốt nào, chỉ cần phái một mình Lý Tịnh ra ứng chiến là được. Dương Sâm đưa ra bao nhiêu binh mã, Lý Tịnh này sẽ dùng Lung Linh Bảo Tháp thu về hết bấy nhiêu. Thừa tướng, không biết cách này có được không? Nghe dùng cách này cũng được, đây cũng là nguyên nhân mà tôi muốn kêu tướng quân về đây. Còn Tứ Thánh có trong tay Hỗn Nguyên Châu, nếu như bốn người hợp lại tấn công, uy lực sẽ rất lớn, cho nên bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tách riêng bọn họ ra. Đúng đấy thừa tướng, vậy thì chúng ta hãy tách riêng bốn người họ ra, cứ để cho tôi đối phó Dương Ma. Được. Lý tướng quân, phần Dương Sâm sẽ giao cho tướng quân, Thấu Hành Tôn ngươi lo đối phó Cao Hữu Càn. Rõ. Thưa tướng, chúng tôi cũng muốn ra trận,
Đúng đó sư thúc, con và vị ca sẽ đi cùng luôn. Hai vị công tử khoan đã. Hai cha con của Hoàng tướng quân vẫn luôn mong muốn được ra trận để lập công. Lần này họ sẽ nhận nhiệm vụ quan trọng, đó là phải đối phó với kẻ thù. Còn hai công tử cứ ở lại trong phủ lo bảo vệ an toàn cho hầu gia. Vậy được. Mọi người đã nghe rõ rồi. Khi nào Lý tướng quân dùng Lung Linh Bảo Tháp thu về toàn bộ những binh sĩ của đối phương, chúng ta sẽ theo kế hoạch đã dạch sẵn, tách riêng Tứ Thánh ra để tấn công. Nhớ là nhất định phải bắt sống Tứ Thánh, không được phép giết chết họ. Nếu không sẽ dẫn tới cuộc chiến quy mô lớn giữa Xiển giáo và Triệt giáo. Rõ. Như các người đây mà cũng muốn tấn công Tây Kỳ sao? Ta khinh. Nếu như không phải bị mắc lừa khiến bọn ta bị mất đi nhiều binh sĩ, bây giờ người dám đứng đó nói mấy lời này không? Không cần nói nhiều với chúng. Đừng tưởng bọn ta có ít binh mã thì không dám xuất binh. Các người hãy xem lợi hại của ta đây. Để Lý Tịnh này ra đáp lễ ngươi. Tấn công! Lý Tịnh to gan, xem ta làm sao trị ngươi. Lão đệ, ta ra giúp đệ. Vậy để ta đấu với ngươi. Thấy cách bọn chúng đánh như vậy là có ý muốn tách riêng Tứ Thánh ra. Nếu như tách riêng Tứ Thánh sẽ không thể phát huy được sức mạnh trận pháp. Khương Tử Nha, thật con báo. Đại tỷ, đại tỷ. Nhị tỷ, nói nhỏ tiếng một chút, đại dương vừa mới ngủ thôi. Chuyện gì? Có chuyện gì mà hớt hải vậy? Lúc nãy muội đi ra ngoài, hình như nhận được tín hiệu cầu cứu của công báo.
Chẳng phải con báo đi Tây Kỳ rồi sao? Tại sao lại phát tín hiệu cho tỷ chứ? Có lẽ nào họ gặp khó khăn gì đó nên cần chúng ta giúp đỡ. Ta cũng nghĩ là vậy đó, cho nên mới tới đây báo tin đây nè. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đại Dương không cho chúng ta rời khỏi đây. Đại tỷ à, chúng ta phải làm sao đây? Đừng lo lắng. Đại tỷ, đây là thuật phân thân. Chúng ta đi thôi. Ngọc Khánh, muội mau tới giúp công báo, còn ta tới giúp Tứ Thánh. Hey!